Microfilm xin trân trọng giới thiệu một xuất phẩm hay nhất năm 2014 dưới sự kết hợp cùng Ato Film Group mang tên Tân Người Trong Giang Hồ, cùng với các diễn viên ca sĩ Lâm Chấn Khang trong vai Hạo Nam, nghệ sĩ Cát Phượng trong vai Cát Tỷ, nghệ sĩ Tấn Bo trong vai Cướp Hoàng Lương, Tam Thanh trong vai Lão Đại, Kim Trương Si trong vai Tina, Kiều Tuấn trong vai Thùng Ngọc, Trương Quý Nhi trong vai Trân Trân, Duy Khánh Râu Râu trong vai Heo Rừng, Thay Đi Trần trong vai Vinh Khùng, Dũng Mi Nhon trong vai Bình Lé, Annie Trang trong vai Hạo Tâm, Lê Nhân trong vai Má Mì, cùng với nhóm Cascader AXN. Sao lùng mà chạy nhanh dữ vậy trời? Giờ sao chơi? Kiếm tiếp chứ sao? Tao mệt quá. Nít hả? Trời sao nít gì mặt già ngắt vậy? Trời có kìa, có bắp kìa, có bắp con vậy? Bà có cho nên tập thể hình không? Bắt nó lại cho chế. Hả? Hẻm cục? Chẳng lẽ là bà già? Đứng lại! Dỗ tại cái gì vậy heo rừng? Mày rảnh quá ha. Ê, đại ca. Ủa? Ý, em chào đại ca, em chào đại ca. Con ngon mày lết xác qua đây. Tao mày. Mày sao hả? Con đi đâu mày? Bước con không chạy đâu mày. Mày chỉ là cha đâu mày. Cha đâu mày á. Ở đây mày. Ủa mày. Mày phải không? Tụi mày phải không? Chứ đứa nào? Thôi quá. Mày phải không? Mày nữa. Mày làm tao xấu mặt tao như người ta kìa. Dạ, dạ, à, tại vì hôm nay bụng em nó yếu quá. Dạ, em xin lỗi đại ca. Dạ, em xin lỗi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em xin lỗi nha. Dạ, rồi em lui. Cho lui. Quay nghĩ sao vậy? Nguyên đám vậy á, bắt nạt thằng Lùng, mày coi được không? Lồng, ông nạo mày cái lồng. Mấy thằng đứng đó mày nhìn đâu trên trời à? Chiêu đó tao gọi là Dương Đông kích tay. Hai thằng bay bớt hai não đi. Sao? Giờ mấy chú muốn gì? Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của chị Trân Trân, nên tụi em tôn trọng anh. Nhưng mà anh phải công bằng thì tụi em mới nể. Thằng Vinh Khùng nó qua địa bàn của em, nó chơi gái mà không trả tiền. Anh tính giùm em đi. Cứu tao, cứu tao, cứu tao. Nó có ai chơi vậy? Qua địa bàn của em, kêu tao lẹ luôn. Kêu tao lại trời ơi. Bà con, các anh chị, chở tao đây đánh lộn đi đâu em mày? Biến mày! Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái sinh trở lại. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng bẫy được các loài côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên giỏ hộp. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa mộc xin cho trả giới thiệu với bà con, các anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Thôi đi! Chị nói rồi đừng có hôi quần của chị mà. Có cái quần đi mà ăn tết mà giờ đắt rồi sao? Không chịu, không chịu đâu. Nói rồi đừng có hôi quần của người ta mà. Mày đẹp mặt mày chưa? Tại sao lúc nào mày cũng gây chuyện phiền phức cho anh em vậy? Mày nghĩ sao mày chơi gái mà không trả tiền? Mày à, không đi. Mà xin lỗi đại ca là em chưa có chơi. À.
Thiên Lam. Nhắm được không? Trời ơi, em bé từ tối hôm qua tới sáng luôn á, chưa có cuốc nào hết. Anh mở hàng giùm em nha. Chuyện là vậy nha đại ca. Ủa mày chọc gì vậy? Tao đã nói là đừng có chọc cũng giận mà. Trời ơi, cha dạy đây, trời ơi. Làm ơn. Ghê quá, ghê quá. Đứng lại mày. Đại ca, đại ca có mệt không? Hay đại ca cực quá? Qua đây. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon mày qua đây. Cái khăn mày hồi quá. Ê, mày lại như mày sung quá vậy? Lùng mà sung. Lùng bà nội mày chứ lùng. Lại kêu tụi nó về kìa. Dạ. Mắc cười lùng tụi nó lùng. Ngon nhau quá. Đây, gì? Đi mày. Ê, bỏ xuống, bỏ xuống. Tao chỉ nói chuyện xong. Mày lại như mày sung quá vậy? Tao nói thiệt với mày luôn á, chứ bây giờ cái tướng với cái mặt của mày nó còn xấu hơn con cá sấu nữa. Mày đừng nghĩ sao mày chạy qua bệnh. Nó ăn tui nó sống mày luôn á. Bây giờ mày nhìn lại mày đi. Mày cao có 1m1 hà. Phải biết thân biết phận chứ. Bây giờ rồi đó mày lết qua bệnh. Cái lết về rồi còn 5 tấc. Đó lúc đó hay sao? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Hả? Đâu hãnh diện mày cười tao coi coi. Đâu hãnh diện? Hãnh diện. Đi gì? Mà đẹp trai với mình đâu có khùng đâu ta. Thôi vậy. Đại ca chậm chứ. Ở đây không cho chơi thuốc. Mấy người có biết mẹ nuôi của tôi là ai không? Hả? Tôi không cần biết mẹ nuôi của cô là ai. Nhưng mà đây là địa bàn tôi quản lý. Mấy người giỏi lắm. Có ngon á thì ở lại đây, đừng có chạy đi đâu hết. Ok. Mẹ nuôi, có người bắt nạt con kìa. Cưng à, chờ chết đi cưng, cưng chết chắc rồi. Mày con nít con nôi vô đây làm cái gì? Con nít bị đặt làm giang hồ hả mày? Đừng lẽ, ổn tôi lên mày. Tôi cao hơn mày đó. Mày lùn mà lối hả mày? Đứa nào to gan dám chọc kẹo con gái nuôi của các tỷ? Mẹ ơi, ai chọc con? Cái thằng này. Ông phải tôi. Ông phải con. Mày lùn nào mày lối hả mày? Lùn mà chọc gái hả mày? Mày không phải mà. Để yên cho mẹ. Quýnh cho mày chừa nha mày. Không phải mà ơi, không phải con. Mày đủ tuổi chưa mà mày chọc gái? Mẹ ơi. Thằng nào? Thằng kia kìa. Cá tỷ. Hắn đó mẹ. Dạ. Nhớ con không? Nhớ rồi, nhớ rồi, cá tỷ. Mày là thằng nào? Con Hào Nam nè. Hào Nam. Nhớ rồi phải không? Con mừng quá. Tao đây nhớ. Đừng đừng manh động. Tao đây nhớ. Hào Nam, Hào Nam. Ôi Hào Nam. Cát tỷ. Lâu quá mới gặp con. Trời ơi. Trời ơi con nhớ. Con xe con về đi. Đi. Mẹ.
Alo, alo, dạ, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn coi có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng thông báo cho tất cả quý vị và các bạn bên dưới được biết, đó chính là hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, một ngày cực kỳ đặc biệt. Đó chính là sinh nhật của đại ca của ba thằng tôi. Và bây giờ thì thằng Vinh Trùng sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị và các bạn bên dưới một bài hát cũng như là một lời cảm ơn mà ba thằng tôi gửi tặng cho đại ca trong suốt thời gian qua đó luôn hả? Yêu thương, đùm bọc, che chở ba thằng tôi. Vô rồi sao tao hát? Tao quên. Rồi có thể cho một chàng vỗ tay được mà. Dạ. Hay lắm. Tao nói nghe biết mà. Đợi tao hát ra mày. Ê cha ơi, I love you. Đại ca ơi, I love you. Vâng, và phần biểu diễn tới đây là kết thúc à. Dạ, xin cảm ơn. Chúc con thêm một tuổi mới là thêm một thành công nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn ba con khỉ nha. Vài ngày nữa cô sẽ cho con một bất ngờ đầy thú vị. Bất ngờ gì vậy cô? Bí mật, đã nói là bí mật rồi. Thôi đi, cô về đây là con vui lắm rồi. Còn quà cáp gì nữa? Đây là đứa con gái nuôi của cô. Vậy hả? Trời ơi, nó còn ham chơi dữ lắm. Dạy nó giùm cô nghe. Dạ, con không dám. Đừng có buồn em nó nghe. Dạ, con không dám buồn. Vô mấy đứa. Mẹ này. Thôi uống ly nữa, cô có việc phải đi rồi. Dạ, dạ cô. Vô. Vui vẻ nghe con. Dạ. Cô đi nghe. Dạ, dạ, ủa, dạ, dạ bye cô. Dạ, dạ bye cô. Hồi ói đầy đây giờ. Dạ, 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 dạ bye nghe con. Dạ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đại ca, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba đứa nha. Bữa nay làm bất ngờ quá. Cho em xin lỗi chuyện hôm trước nha. Không có gì. Thì ra anh là con nuôi của lão đại hả? Mà lão đại á là đại ca của mẹ nuôi em. Happy birthday anh. Cô còn mặt mũi đến gặp tôi à? Cô đi về ngay. Đại ca, đại ca, đại ca. Nó kêu anh ngồi xuống. Bình tĩnh đại ca. Hôm nay là sinh nhật của đại ca. Em đã chọn bài hát thích hợp cho đại ca rồi. Kệ đi đại ca, cứ coi như là người vô hình đi đại ca, không quan tâm. Em cũng nghĩ vậy. Bỏ qua một bên. Yeah. Xin lỗi. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã tổ chức cho Nam một ngày sinh nhật thật có ý nghĩa. Và bài hát này Nam xin gửi tặng cho Trân Trân. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã dành cho anh. Ê, gì vậy mày? Gì mày? Đại ca phải không? Nếu muốn cô ấy không bám theo anh nữa thì hãy ôm chặt tôi vô và nói tôi là bạn gái của anh. Nhanh lên, nói đi, nói. Nói đi mà, nhanh lên. Bạn gái tôi nè. Bạn gái, bạn gái đại ca. Bạn gái đại ca, bạn gái đại ca. Bạn gái đại ca. Bạn gái tôi đó. Bạn gái tôi. Bạn gái đại ca, bạn gái đại ca. Bạn gái đại ca. Không, không, không. Thì tôi hy sinh cho anh đó. Làm đi, cho bà tin. Giờ sao đây? Thì làm đi. Không đi, không đi, không đi, không đi. Tao thấy mày hôn anh Nam đó. Cô làm gì vậy? Cô làm loạn à? Bỏ chai xuống. Tôi không bỏ. Bản thân cô không biết trân trọng anh ấy thì cô đừng trách ai. Phải làm sao em hiểu. Tôi làm mày đó, cô làm gì tôi? Mày láo hả?
anh không nói ra chỉ vì quá đáng lắm. Không muốn em phải đau. Mày muốn chết à Hậu nha? Anh hai, anh hai, anh hai phải đòi lại công bằng cho em. Yên tâm đi, có anh hai ở đây không có thằng nào ăn nhiếp em được hết á. Nhớ nhẹ nhàng nhộng với nhàng nhào anh nhiếp giùm nhược. Mày lùn mà mày sung quá. Mày bắt chước tao gì vậy? Vui không? Anh nói vui không? Nhỏ nhộn 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 vui nhẹ. Đứt nhùi cho nó đi. Chào. Vui không? Vui không? Hả? Vui không? Vui hả? Nhảy à, nhu nhè. Nhu, giờ này mày còn nhu 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 nhu. Nhấu em nhảy. Mày nữa. Đại ca, cứu em. Đại ca, cứu, đại ca. Cứu em. Gì không? Cứu em. Tại sao mày lại bắt đàn em của tao? Đơn giản thôi. Tao nhất được không? Hả? Ê, giờ này nghe nói là mày làm mưa làm gió dữ lắm mà. Phải không? Không có thằng Hùng nhộng này ra gì hết. Bây giờ nhau, mày nhóng hả? Mày có nhết nhóm không? Hả? Nhìn gì? Mày muốn ai nhết nhóm không? Muốn ai nhết nhóm không? Hả? Đút chết nhỏ. À, mày nhanh quá. Nhưng mà không có nhanh mà cái chúng của tao. Ừ. Tao muốn ăn không? Nhả miệng nha, tao cho ăn miếng. Hả? Trống hả? Chúa mày! Đại ca! Mày lì hả? Mày muốn chết hả? Tao mày không coi tao ra gì hả? Hả? Mày muốn chết hả? Đại ca! Đứa nào? Đứa nào? Dạ, à, dạ em. Dạ em, nhưng mà đại ca em hiểu em lắm. Dạ, muốn em yếu. Dạ, cảm ơn chị. Nhạc lên, mọi người cứ tự nhiên đi à. Happy New Year. Mày có nên đây là lần cuối cùng mày đi toilet không? Em xin lỗi. Ở đây không ai coi các tỷ ra gì à? Mình lé. Chị nè, bắt tôi lên mày. Mày không hả? Muốn chết à? Cắt súng vô. Cắt tỷ. Trời ơi, nhỉ nhát, ai hỏi nhát nhỉ? Không, cá nhỉ nhẹt, không nói em đón cá nhỉ. Cá nhỉ, có cá nhỉ ở đây, thử cho em cái vụ này. Đây, thằng Hậu Nam này, mắc dạy quá, mày không biết. Cá nhỉ nhà trùm địa bàn ở đây, cá nhỉ, giữ nó cho em. Xử mày hả thì có, mày tưởng mày là ai? Mày quậy phá hả mày? Mày nghĩ sao mày có cơ xử này vậy mày? Mày biết nó là ai không? Hả? Qua đi! Trời ơi, đông nhóm không vậy? Sao đá chị đánh em? Báo cho mày biết, Hậu Nam là cháu của chị. Trời ơi, trời ơi, cháu hả? Nghe cháu mà má muốn nhộng luôn hả? Mày nói xong chưa? Dạ. Mày lúc nào cũng nói nhiều. Cấm miệng. Lính của tao cũng là lính của nó. Mày hiểu chưa lính? Hả? Dạ, nín hiểu. Biết. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Ở đây quýnh lộn quá trời luôn đó mẹ. Cũng tại con á, suốt ngày ăn quậy phá không à. Nói hoài không nghe. Con có làm gì đâu. Cô có đánh con đâu mà con né. Ngày mai là 29 Tết rồi. Con á, về quê thăm lão đại. Để lão đại vui nghe không? Dạ, cá tỷ. Thôi, mẹ phải đi rồi.
Về sớm không? Về sớm nghe. Dạ. Đưa em nó về sớm nha con. Dạ. Ừ, cô đi á. Bye mẹ. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi buồn nào buồn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh nhân bay về trước tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những lá mai vàng chào mùa xuân xa. Thời tiết hôm nay lạnh quá anh ha. Ừ. Em cũng thấy lạnh nữa. Trời lạnh lắm nè, mà áo ấm như nha. Ủa, sao sợi dây chuyền của anh giống của em quá vậy? Em cũng có một sợi Ừ, giống thiệt đó. Anh cũng không biết nữa. Cái này là lão đại đưa cho anh mang từ nhỏ. Anh cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì nữa. Từ hồi nhỏ mẹ nuôi cũng đưa cho em đeo, mà em cũng chẳng biết là gì nữa. À, công nhận trùng hợp thiệt ha. Thôi kệ đi anh. Thôi kệ đi em. Bao em thơ vẽ mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về. Này, cái gì vậy? Cái gì mà để tao coi? Buông lại! Đứng mày, câm miệng! Tất cả người im hết, không đứa nào được động đậy hết. Và tao báo cho tụi bay biết, đứa nào mà nhìn thẳng vào mặt tao đó là tao bắn xì sợ đó, biết chưa? Không đứa nào nhìn thẳng vào mặt tao đó, nghe chưa? Không sao đâu em. Em sợ quá. Ui chăng, mày nhận mặt với tao đó hả? Hả? Tại sao hồi nãy tao nói làm sao? Không đứa nào nhìn thẳng vào mặt tao đúng chưa? Bye bà, con bị lé bye bà. Con nhìn trên chển chứ đâu nhìn ba đâu. Ba quẩn quá à. Mày nhìn trên đống xe hả? Dạ. Mày không có nhìn tao? Dạ không. Mày lé hả? Dạ lé. Mày banh hai con mắt mày ra tao coi coi. Nè. Ừ, mày lé thiệt. Anh đừng hiếp em. Em bị lé thiệt à. Xin lỗi mày nha. Trang trí đào mai đẹp quá ha. Đúng là ngày Tết. Sao giống giả quá vậy? Ờ, mà giả thiệt. Sao rồi? Tụi bay dơ dét được gì chưa? Móc nó ra. Dạ, anh là cướp đúng không ạ? À? nhìn là biết anh là cướp liền. Đây nè, em đã chuẩn bị rồi, đây nè, anh nhìn đi. Đó, đây là em gửi anh, ha, em đã chuẩn bị tiền rồi. Tờ số tiền của em trong giỏ đã lên tới 50.000 đồng. Chúc mừng anh, à, dạ em gửi đây. Dạ. Thằng hai con mắt trong hai cái gọng kiến ở ngoài. Tao không có cần tiền nha. Anh cướp mà anh không cần tiền, anh cần gì ạ? À? Cái đó. Hoang tưởng là thằng bệnh hoạn. Sao mày không cười nữa đi hả thằng lùn? Sao mày không cười nữa đi hả thằng lùn? Hả? Tao cho mày nói lại tên tao một lần nữa. Thằng lùn.
Thằng luôn, mày hù tao hả? Cái gì? Tao là ai mày? Mày hay quá. Thôn mày. Tao mà nói tên tao là lùn, tao chịu. Chứ mày nói tao lùng, có ghê, tao ớt. Bắt lỗi chính đại với tao hả mày? Xàm xí hả mày? Ngồi xuống. Thôi mày đứng lên luôn đi. Mày ngồi cũng vậy hả? Dạ, dạ, ba anh nha. Bạn gái của mày hả? Coi bộ cũng xinh lắm chứ. Đừng có đụng tới cô ấy. À, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Wow. Mẹ mộ đại ca Hậu Nam à. Nhìn cái phong cách và ngoại hình của mày á, cũng giống lắm đó cưu. Hậu Nam nè, ngươi lông đâu? Anh Hảo Nam, đại ca, đại ca ơi, con mắt của em nó có tròng trắng mà nó không có tròng đen. Đại ca tha tội cho em nha đại ca. Giơ súng lên. Súng của ai? Súng mày đang cầm đó. Đại ca bị gì mày? Khi nào đại ca bị khùng mày? Đại ca ơi, tha cho em đi đại ca ơi. Bên đây nè. Em có giỡn đâu á. Bình tĩnh đại ca ơi. Bóp cò. Đại ca ơi. Bóp cò. Từ đầu tao đã biết súng giả rồi. Mày coi đi trả tiền rồi xin lỗi mọi người đi. Kiếm cái nghề khác mà làm. Đừng có làm cái nghề này nữa. Ở tù không có ngày ra đâu. Dạ, em xin nghe lời của đại ca dạ dỗ. Anh ốm ơi. Anh ốm. Anh ốm ơi. Cúp 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 cúp. Không có, em hoàn lương rồi. Ơi hả? Ngủ tiếp. Anh ơi, anh cho em xin lỗi những hành động vừa rồi nha anh. Ủa, anh còn giận em hả? Không giận sao, em xin lỗi anh mà anh không nhìn vô mặt em. Tao bị lé mà cứ ghẹo tao hoài. Em quên, vậy thôi, anh ăn nghỉ tiếp đi. Ấy ơi, cho em xin lỗi. Dạ. Cái đó đâu? Biết đây là lần thứ nhất em đã trót trao về anh tình yêu đầu tiên. Tình yêu quá đậm đà và nhiều son. Wow. Biến thái hả mày? Em xin lỗi lộn. Tao cho mày gọi lại tao một lần nữa. Em nhớ rồi. Lùng không có ghê. Lùng bà nội mày. Tên tao là Vinh không? Vinh không mày hiểu chưa? Dạ, dạ. Nhớ chưa? Quay. Ấm áp quá. Đa tạ anh khùng. Anh Nam, em muốn theo anh. Hả? Mày về mà lo hoàn lương trước đi. Dạ. Ông ơi, cá cắn câu chưa ông? Khi nào cá mới cắn câu sao, vậy? Sao nãy giờ? Ừ, lâu quá. Tụi bay im đi. Tụi bay làm gì sao nó cắn câu? Tụi bay làm gì ô? Cái này là chuyện nhỏ. Nếu mà nói về 10 năm trước á, một mình tao chấp 20 thằng. Chứ nói gì mấy con cá. Nghe tới tên tao là tụi nó bỏ chạy khiếp vía. Ngày xưa trong tay tao nắm 200 thằng đàn em, đi khắp Sài Gòn, hỏi tới tên hai chợ lớn, ai mà không biết. Đây, đứng lại, đứng lại. Hả? Đi về. Đứng lại.
vậy? Ủa. Ai à? Không biết nữa. Ủa mà ông làm cái gì vậy? Ê mày hỏi tôi coi. Ê cháu, sao ông nhà ông đi mà ra ngoài đi vậy cháu? Đi ông nội mày chứ đi. Lão đại! Tôi không phải lão đại. Tôi không phải hại cho lớn. Tôi không biết. Lão đại! Đừng bắt tôi con. Đừng bắt tôi. Thảo Nam! Con, Thảo Nam nè. Mất dạy. Mày biết tao bị đau tim mà mày biết. Mắt ông nội mày hả, cười dữ vậy. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nó vui nào buồn. Anh có mệt không? Xuân xuân ơi xuân đã về. Nhìn thấy em là anh hết cái mệt liền. Xuân xuân xả hoài. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đám mây vàng chào mùa xuân sang. Lão đại, vào lão đại. Hay quá ha, tưởng mày là ca hả, mất nhà mày. Làm quá mày. Giờ sao phải làm xuống đi. Tao leo lên. Vậy cho nó chắc ao mày. Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Xong chưa, xong chưa? Xong chưa? Từ từ, từ từ. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Xong rồi, rồi, rồi. Chào mùa xuân sớm. Thành công tác. Yeah. Rảnh quá ha. Chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã. Mày cũng rảnh quá ha. Chúc mọi người vơi vào điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào. Kính chào. Hai mày mới rảnh ra. Lão đại. Giờ em gái con nó vừa đáp máy bay từ Singapore qua để tìm con. Đang đứng trước cửa nhà con đợi con về đó. Em gái con. Vậy con Tina thì sao hả Cát Tỷ? Ta biết thế nào lão đại cũng bị nhầm lẫn về sợi dây chuyền Tina đang đeo. Tina là đứa con gái nuôi ta nhận nuôi từ nhỏ bên Sing. Tina bướng bỉnh lắm. Muốn gì được đó nên lúc nhỏ thích sợi dây chuyền của Hạo Tâm em gái con. Nên ta chịu cho nó đeo luôn. Sự thật có phải gì không Cát Tỷ? Hoàn toàn là sự thật. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Em. Chuyện gì vậy anh? Đi. Đi. Đi đâu? Đi xuống đây nè. Đi. Ủa, ông làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Làm như mà đuổi vậy ta ơi. Đi đi vô. Hạo Tâm, sao em lại ở đây? Em là Hạo Tâm hả?